Vào mùa hè năm ngoái, khi Manchester United du đấu ở Nhật Bản, Paul Pogba đã công khai tuyên bố rằng anh đang tìm kiếm một thử thách mới ở một bến đỗ khác. Thất vọng vì Man United không thể giành được vé tham dự Champions League, nhận thức được sự mơ hồ, mông lung về định hướng chung của câu lạc bộ, cộng với sự triển vọng về một động thái sinh lợi, không có gì lạ khi cầu thủ người Pháp cân nhắc về tương lai của mình. Thế nhưng sau một năm trôi qua, dường như cái khả năng Pogba tiếp tục gắn bó với Old Trafford đã trở nên càng lúc càng lớn hơn. Trong thế giới bóng đá, chẳng có gì là chắc chắn cả, đặc biệt là khi có sự dính dáng của Mino Raiola, người đại diện của Pogba. Nhưng tình hình kinh tế mới của môn thể thao vua lại đang rất là chắc kèo, sẽ ngăn trở một cuộc chuyển nhượng diễn ra. Bản hợp đồng của Pogba sẽ hết hạn vào mùa hè tới, nhưng Man United đang nắm trong tay quyền kích hoạt với điều khoản tùy chọn gia hạn thêm một năm. Với sự sụt giảm của các khoản doanh thu từ quảng cáo và nhà tài trợ, bên cạnh đó là việc chẳng hề có triển vọng nào cho thấy các fan hâm mộ sẽ lại được vào sân vận động trong tương lai gần. Và cảm giác mơ hồ, không chắc chắn về tình hình chung, thật khó để tìm ra bất kỳ câu lạc bộ nào sẽ sẵn sàng chi trả mức phí mà Man United sẽ yêu cầu hoặc mức lương mà Pogba và Raiola sẽ mong đợi. Đặc biệt là khi cầu thủ người Pháp mới chỉ góp mặt trong đội hình xuất phát vỏn vẹn 5 lần ở mùa giải này vì một chấn thương mắt cá chân. Ngay cả nếu một siêu câu lạc bộ cảm thấy có một sự thôi thúc không thể cưỡng lại, thì cũng đã có những gương mặt tài năng trẻ trung hơn và lôi cuốn hơn nổi lên để quyến rũ họ. Đó chính là cái bản chất dễ thay đổi của những yếu tố trên. Pogba hiện đang ở tuổi 27, đang bước vào những năm tháng mà trên lý thuyết đáng lẽ ra sẽ là giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Và cái quyết định của cầu thủ người Pháp về mối quan hệ của mình với Man United sẽ có tầm quan trọng rất lớn. Cũng như các yếu tố đã khiến cho việc ra đi trở nên khó khăn hơn, thì những lý do để trở lại cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Dù cho mùa giải trước là một khoảng thời gian đầy khó khăn đối với cả bản thân Pogba lẫn Man United, nhưng anh vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình quỷ đỏ. Sự thất vọng của anh về cái cách mà Man United sa sút không phanh và thất bại trong việc giành tấm vé tham dự vòng loại Champions League là điều rất dễ hiểu. Nhưng với sự xuất hiện của Bruno Fernandes, những mảnh ghép nơi hàng tiền vệ của đội chủ sân Old Trafford cuối cùng cũng đã có thể gắn kết với nhau. Vấn đề chủ yếu của Pogba chính là việc mẫu tiền vệ box to box như anh đang phải rất chật vật trong việc thích nghi với họ. Với tư cách là một tiền vệ hiện đại, rất khó để phân loại được Pogba. Sự đa dạng đến mức nghịch lý của bộ kỹ năng cá nhân mà ngôi sao người Pháp sở hữu đã dẫn đến hệ quả là rất khó để biết chính xác nơi mà anh nên được triển khai. Pogba sở hữu những tố chất của Steven Gerrard, nhưng cũng toát lên những hình ảnh của Brian Robson. Điều đó mang đến cảm giác anh nên là người được giao nhiệm vụ lao vào đánh chặn đối phương ngay bên ngoài vòng cấm của đội, nhưng đồng thời cũng nên được cho phép dâng cao lên phía trên, ghi đến hàng tá bàn thắng mỗi mùa. Khi mà các tiền vệ đang có xu hướng phân biệt ra hai trường phái trên rất rạch ròi và cuộc chơi ngày càng trở nên chặt chẽ, kiểu cầu thủ như vậy đã không còn thực sự tồn tại nữa. Bố trí Pogba chơi lùi sâu, điều đó sẽ khiến anh luôn có vẻ như đang bị gò bó. Cầu thủ người Pháp hoàn toàn có khả năng chơi như một tiền vệ phòng ngự, nhưng nó luôn mang đến cảm giác như một sự lãng phí lớn. Như thể các khả năng kỹ thuật và tốc độ đã khiến anh trở nên đặc biệt, đang hoàn toàn bị phớt lờ. Ngay cả tại World Cup, khi mà Pogba thường được triển khai bên cạnh N'Golo Kanté, dưới thấp của tuyến giữa đội tuyển Pháp, cách triển khai tạo nên cảm giác cứ như anh đang phải chơi trong trạng thái bị trói tay trói chân vậy. Mặc dù vậy, khi đẩy Pogba lên cao phía trên thì điều đó lại mang đến cảm giác sức mạnh và sự xông xáo của anh lại không được tận dụng. Bên cạnh đó, cầu thủ người Pháp luôn có vẻ thoải mái hơn khi quả bóng phía trước mình, thay vì phải nhận nó trong tư thế quay lưng lại với khung thành đối phương. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà chuỗi phong độ xuất sắc diễn ra một cách ổn định nhất của Pogba là dưới sự dẫn dắt của Antonio Conte tại Juventus, khi cầu thủ này đảm nhận một vai trò lai ở phía lệch trái của một hàng tiền vệ ba người. Fernandes đã mang đến một làn gió mới tại Man United kể từ khi anh gia nhập câu lạc bộ này từ Sporting vào tháng 1. Điều đó không chỉ là việc anh đã ghi được 2 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo sau 5 trận đã chơi ở Premier League, mà cầu thủ người Bồ Đào Nha còn đang thể hiện bản thân như một chiếc chìa khóa chiến thuật giúp thay đổi mọi thứ theo chiều hướng tích cực. Trong 5 trận đấu đó, Fernandes đã chơi trong 3 hệ thống khác nhau, 2 lần là nguồn sáng tạo trung tâm trong sơ đồ 4-2-3-1 và 3 lần chơi phía sau bộ đôi tiền đạo trong 2 sơ đồ 3-4-1-2 2 lần và 4-3-1-2 1 lần. Có thể sẽ hơi miễn cưỡng khi triển khai Pogba đã lùi sâu trong hệ thống 4-2-3-1 ngay cả khi anh đã vô địch World Cup trong vai trò đó. Nhưng một trong hai đội hình còn lại hoặc 4-3-3 dường như sẽ là những phương án hoàn hảo dành cho cả cầu thủ người Pháp và Bruno Fernandes. Fernandes đá cao, Scott McTominay hoặc Nemanja Matic chơi thấp nhất và Pogba sẽ điều chỉnh vị trí của mình theo từng tình huống. Đúng là trong giai đoạn bùng nổ nhất của Pogba tại Juve, anh đã chơi trong hệ thống 3-5-2 và được hưởng lợi rất nhiều từ những tình huống dâng cao của Kwadwo Asamoah trong vai trò wingback trái. Và cũng đúng là khi không có một sự hiện diện như vậy ở phía ngoài cánh của hành lang mà mình đảm nhận, cầu thủ người Pháp đã không phải lúc nào cũng trông thoải mái ở vị trí tiền vệ trung tâm lệch trái trong sơ đồ 4-3-3 tại Man United.
Những nghi ngờ về năng lực của Ole Gunnar Solskjaer trong tư cách là một vị huấn luyện viên trưởng vẫn chưa bị xua tan, và các yêu cầu về khả năng tổ chức nên những phương án tấn công chuẩn xác ở ông đang trở nên cực kỳ thiết yếu. Bởi vì chỉ phòng ngự phản công thôi là không đủ, nhưng giờ đây nhà cầm quân người Na Uy đang có được một điều kiện rất lý tưởng về mặt nhân sự. Vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm tại Man United, đặc biệt là ở vị trí tiền đạo trung tâm và trung vệ, và bên cạnh đó là những tàn dư của các triều đại trước cần phải bị xóa bỏ. Nhưng với sự trở lại của Marcus Rashford và Pogba sau chấn thương, đội hình này cuối cùng cũng đã bắt đầu mang dáng vẻ như kết quả một kế hoạch đi đúng hướng. Man United đã có được chuỗi 11 trận bất bại trước khi Premier League phải tạm hoãn. Nhìn nhận theo hướng tiêu cực thì cái tình hình này diễn ra hoàn toàn sai thời điểm đối với Quỷ Đỏ, khi nó đã khiến cho chuỗi phong độ cực kỳ tốt bị ngắt quãng. Nhưng về mặt lâu dài, nó có thể giúp cho đội chủ sân Old Trafford đạt được những mục đích cụ thể. Không chỉ là sự ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch đến khía cạnh tài chính sẽ khiến cho khả năng của những đội bóng sẵn sàng chi tiền mạnh cho Pogba trở nên thấp hơn, mà nó còn mang đến cho Solskjaer những ích lợi mà một mùa giải mini 9 trận sẽ tạo nên. Khi ông có thể đánh giá các sự lựa chọn của mình, thuyết phục những cầu thủ đang tồn tại sự nghi ngờ trong lòng rằng đây là một đội bóng đang đi đúng hướng, và cực kỳ quan trọng là đạt đủ điều kiện để đoạt vé tham dự Champions League mùa giải tiếp theo. Chỉ trong một thời gian ngắn, Fernandes đã giúp cho rất nhiều mảnh ghép tại Man United trở nên hoàn toàn phù hợp và hữu dụng với tập thể này. Trong đó có sự chuyển biến về tình thế của Pogba, về mặt chiến thuật gần như chắc chắn, chính là quan trọng nhất.